Chào các bạn nhé, mình lại tiếp tục đi chơi với các bạn này. Hôm nay gần Tết rồi. Mình sẽ đi đến một cái nơi, một địa chỉ nữa là bên Thủ Thiêm, là cái giáo xứ Thủ Thiêm. Đây, giáo xứ Thủ Thiêm đây. Cái này theo tài liệu lịch sử ấy, thì vào năm 1833 nhá, sau cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi là triều vua Minh Mạng ấy, có chỉ dụ là bắt đạo công giáo, nên rất là nhiều tu viện với nhà thờ rất là bị phá hủy. Thì cái năm đấy có một bộ phận nữ tu dòng Mến Thánh Giá là đã chạy đến khu Thủ Thiêm này này, xong rồi xây dựng lên cái tu viện dòng Mến Thánh Giá để tạo thuận lợi cho giáo dân với cả các nữ tu tham gia thánh lễ, dự thánh lễ. Thì cái giáo xứ này ấy, cái dòng tu viện đấy thì được xây từ năm 1840 cơ. Còn cái nhà thờ này, cái giáo xứ này thì xây sau là 1859. Đó. Cái kia thì là xây 840, còn cái này là 1859. Còn ngay bên phải này có những cái hình này mình không có hiểu cho lắm tại vì mình không theo đạo nhá. Đức Giêsu sống ẩn dật tại Nazareth. Cái này là Đức Giêsu trốn sang Ai Cập. À, mình quay cao cao lên tí, xa xa tí cho các bạn nhìn thấy cả cái hình. Ba vua đến bái lạy Đức Giêsu hài nhi. Giêsu hài nhi chắc là lúc mới sinh ra đấy. Tiến dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa. Đó. Còn bên này là truyền tin cho ông Giuse. Cái này Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth. Đức Maria là hình như là mẹ Maria. Đấy đây. Bên kia là Đức Maria, còn bên này là Đức Mẹ Maria. Truyền tin cho Đức Mẹ Maria. Còn bên này là truyền tin cho ông Dakaria. Đó, thì mà mình đi cái giờ này nó cũng đóng cửa mất tiêu rồi. Đây có cây hoa đại bự quá, cổ quá. Đây là nhà thờ chính, kia là tháp chuông. Gần 200 năm rồi nha bạn. Nhưng mà chắc là đến giờ lễ thì người ta mới mở cửa cái tháp chuông đó. Còn đây là lịch chương trình ngày Tết này. Thứ 6 mùng 9 tháng 2 là giao thừa, thánh lễ giao thừa. Thứ 7 mùng 1 thì cầu bình an. Chủ nhật mùng 2 thì cầu ông bà cha mẹ. Thứ 2 thì mùng 3 Tết là thánh hóa công ăn việc làm. Còn mùng 5 Tết thì là lễ cho. Lễ cho chắc là lễ những người đã khuất. Đây là cây mai này, trời ơi có cây mai bự. Nhưng mà chắc là mai giả thôi bạn. Đây, mình đoán vậy thôi. Mà mai giả thật bạn ạ. Mình nhìn thấy đây này, bông của nó đây này. Bông giả vải, bông hoa vải gắn rồi. Này cây hoa giấy. Nhà thờ này nó rất là cổ nha các bạn. Đây nó cũng là một cái địa điểm tham quan nổi tiếng của Thủ Đức ấy. Mà bác Nguyễn Thành Phong, chủ tịch ủy ban thành phố, là khi mà có cái quyết định mà xây dựng cái thành phố Thủ Đức này với cả khu đô thị Thủ Thiêm này, là bác vẫn giữ lại cái giáo xứ này nhá, với cả cái tu viện bên kia nữa, bên nữ, bên kia là bên nữ dòng Thánh Giá, Mến Thánh Giá. Đây là kinh thánh Martino. Đây chắc là đức cha, mình cũng không dành. Không dành lắm với cái này, mình không theo đạo, mình chỉ đi review. Đây có cây liễu này, những cây liễu này theo mình biết là cũng từ ngày xưa đấy bạn, cổ lắm rồi đấy. Những cái hàng liễu, hàng tre chứ các thứ này là từ cổ ngày xưa đấy, là còn nguyên đấy, còn mấy trăm năm rồi đấy. Mình sẽ đi một dạng, một vòng quanh cái tu viện này xem có cái gì. À cái đây, bên này là trong nhà thờ chính,
Nhưng mà giờ này không phải giờ lễ nên là mình không được vô nhá. Người ta chỉ mở cửa giờ lễ thôi. Đây. Không thấy có bảng tên để mình đọc cho các bạn coi xem đây là gì. Đi review cửa này chán quá, toàn bị đóng cửa không, xui quá. Tại mình thường thường mình tranh thủ đi ấy. Nói thật ra là các bạn mình cũng phải đi làm. Đó. Mình phải đi làm nên là chưa có nhiều thời gian cho lắm. Mình chơi vì đam mê. Phải là đam mê lắm mình mới bán hàng xong đi dậy từ 4-5 giờ sáng rồi bán hàng. Nên trưa mình tranh thủ mình chạy đi quay phim cho các bạn đấy. Nên các bạn yêu thương, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Mình thì thực ra mình cũng phục vụ cái mục đích đi chơi, đi du lịch, đi review thôi. Nên là mình cũng không có ngại vất vả, gian nan lắm. Mặc dù thì vẫn phải bỏ tiền túi ra đấy. Thôi nhưng mà đây, nói tiếp đến cái nhà thờ này nhá. Cái nhà thờ này nó cũng nhỏ thôi, được xây dựng gần 200 năm rồi nên là kinh phí cũng không có. Nên là xây dựng cũng khá là nhỏ thôi. Đấy, không có ấy gì đâu. Nhưng mà các bạn đến đây chụp hình nó đẹp lắm bạn. Buổi lên hình là nó lung linh lắm. Đó. Bên này có nhà chờ phục sinh. Nhà chờ phục sinh thì mình không biết là nhà chờ phục sinh này chắc là kiểu chờ khi nào chết rồi sống lại. Với Chúa mình thì vô coi xem nào. Mình ngạc nhiên là bên đạo này cũng có bát hương rồi bạn. Đây có cây hương. Đó. Thì có cái lan, giỏ lan đẹp lắm. Mình thử đi vô trong xem nào. Đây là những cái này là để hũ cho cốt đây này các bạn này. Cho cốt những người đã khuất, khá là nhiều cho cốt. Cố linh mục Joachim Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 24 mất năm 2013. Thôi những cái này thì người đã khuất rồi, mình để cho họ yên nghỉ. Mình không làm ồn nữa. Thì cái nhà thờ này các bạn đến đây, ví dụ ai mà có theo đạo ấy thì đi đến vào giờ lễ thì sẽ được vào trong cái lễ đường chính này nhá để tham dự lễ bên đạo. Đây chắc Đức Mẹ Maria hay là ai, không phải, mình đoán thế. Thì các bạn có được vào trong để làm lễ, được nghe tiếng chuông này, được nghe tiếng chuông của tháp chuông nhà thờ đó. Thì chụp hình buổi tối nó cũng đẹp hơn nữa. Mình tranh thủ đi cái giờ này nên là cũng không có đẹp cho lắm. Mặc dù đây nó là một địa điểm tham quan cũng cực kỳ nổi tiếng của khu vực Thủ Thiêm nói riêng và Sài Gòn nói chung. Thì đấy, mình đi như vậy là hết một vòng rồi. Thì tại mình cũng tranh thủ thôi. Hôm nay mình cũng đi qua đây coi cái chợ hoa Thủ Thiêm nhưng mà nó mới trưng bày thôi chứ chưa có nhiều. Đây là Thánh Phêrô. Còn bên này thì là Thánh Paulo cầm cây kiếm. Đó. Cũng trang hoàng trong ngày Tết rồi đây, sắp đến Tết rồi. Cây mai. Thì cái nhà thờ này nó cũng không có rộng lắm và cũng nói chung là chủ yếu là nó phục vụ cho một bộ phận là giáo dân thôi. Đấy, chủ yếu là bên đạo thôi. Nhưng mà mình thấy vì nó cổ, nó xây dựng cả 200 năm nay rồi ấy, nên mình vô đây mình chơi, mình quay phim cho các bạn coi. 200 năm thì cũng thuộc dạng vào là nếu mà ấy thì cũng thuộc dạng là đồ cổ rồi đấy. 200 năm. Thì các bạn nào có, nếu mà có đến đây Thủ Thiêm chẳng hạn như công viên bờ sông này, hay là bên đình An Khánh hay là ấy thì cũng nên ghé đây. Tại vì nó cũng gần gần nhau thôi, các bạn cũng đi bộ một vài trăm mét thôi đấy. Thì đây cũng là một địa điểm vui chơi, chụp hình check in. Đó.
thì mình hy vọng mà các bạn sẽ thích cái địa điểm này. Còn là cái video về cái nhà thờ Thủ Thiêm mình xin tạm dừng ở đây nha. Giờ mình sẽ chạy đi, mình quay cái điểm khác. Cái điểm này mình ghé qua chút thôi, tại vì giờ này cũng giờ nghỉ trưa của người ta rồi. Thì mình xin tạm dừng cái video về nhà thờ Thủ Thiêm ở đây. Mình hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với mình trong những cái video tiếp theo nhé. Mình mong các bạn đăng ký kênh, các bạn coi video, chia sẻ video, nhấn nút like để cho mình có thật là nhiều động lực, có thật là nhiều niềm vui để mình luôn cố gắng đi review được thật là nhiều điểm trong cái Sài Gòn, khu vực Sài Gòn nói chung và những cái điểm tham quan du lịch khác của Việt Nam mình nói riêng. Thì mình hy vọng mọi người cũng yêu thích du lịch như mình. Mình tin là mọi người cũng yêu thích thôi. Thì mình hy vọng là những cái video của mình nó có thể đem lại đến các bạn là một vài cái thông tin nào đó có thể là giúp ích cho các bạn trong những cái cuộc hành trình, những cái điểm đến mà mình đã ghé qua mà các bạn muốn đến. Thì mình cũng chỉ luôn mong được cái điều đấy thôi. Tại vì là mục đích review thì chủ yếu là quay lại những cái mắt thấy tay nghe, những cái gì tốt, những cái gì không tốt, những cái nhận xét đấy, là những cái nhận xét trong video của mình đều là của cá nhân nhá. Mình không có thiên vị ai, hay là mình cũng không có ghét ai. Cái mình đi đến đâu mà mình quay đến đó, hay là cái cảm nhận của cá nhân mình như nào, mình sẽ nói ở trong video như vậy. Thì các bạn khi các bạn đến, mới cả là nó chỉ đúng tại cái thời điểm mình đi quay video. Ví dụ có thể là nó sẽ thay đổi, chẳng hạn như giá vé này đấy, chẳng hạn như bãi gửi xe này, hay những cái đấy nó có thể là nó sẽ thay đổi trong tương lai gần hoặc tương lai xa. Thì những cái đấy thì mình không nói trước, nhưng mà mình hy vọng rằng mọi người vẫn yêu quý, vẫn yêu thương mình. Mình sẽ cố gắng đi thật nhiều điểm, review thật nhiều chỗ. Sau này có thể mình sẽ review thêm cả những món ăn nữa. Mình đã ăn rất nhiều món rồi đấy. Từ cái ngày làm cái YouTube mình ăn nhiều món lạ lắm mà. Nhưng mà mình chưa có kinh nghiệm review, để bữa nào mình làm thử. Thì cái video về nhà thờ Thủ Thiêm mình xin tạm dừng ở đây nhá. Mình hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhá. Chúng ta sẽ lại gặp nhau ở trong những cái video tiếp theo của mình. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người một cái Tết vui vẻ. Giờ thì bye bye nha.